Chương 2781, đương thần đế tổn hại, đương thiên hạ kinh sáo. Không xong, Long Vương, có một con hư không thần đế cấp bậc vực sâu loại bay qua tới. Đương tiểu trạch hướng tới bên này bay qua tới thời điểm, thiên trận ánh mắt đảo qua, hơi hơi nhíu mày, lập tức lớn tiếng nhắc nhở nói. Còn lại một chúng Long Cung thành viên lập tức đình chỉ công kích, đầy mặt cảnh giác nhìn chầm chầm cái kia khổng lồ vô cùng vực sâu loại. Thần đế cấp bậc vực sâu loại. Đế đình bốn gã hộ pháp trong miệng thở hỗn hển, nhìn về phía hướng tới bên này bay tới thần đế vực sâu loại, sắc mặt cũng là hơi đổi. Ha ha ha, này chỉ thần đế cấp bậc vực sâu loại là tới công kích chúng ta, nó muốn tiêu diệt chúng ta, Long Vương, các ngươi chết chắc rồi, các ngươi chết chắc rồi. Bất quá thực mau, bốn gã hộ pháp trong mắt phục ra ra hưng phấn mà thần sắc, bọn họ ánh mắt lộ ra giữ tận chi sắc. Lợi dụng cơ hội này, chuẩn bị đào tẩu. Đồng thời, bọn họ bốn người lập tức truyền âm, thấp giọng quát. Thần đế cấp bậc vực sâu loại đã đến, đối với bọn họ tới nói lại là sinh cơ một cái như thế tồn tại xuất hiện long cung long vương bọn họ căn bản không có công phu lại công kích bọn họ mà bọn họ có thể lợi dụng cơ hội này đào tẩu chỉ cần có thể đào tẩu bọn họ đế đình là có thể đủ dễ như trở bàn tay tiêu diệt long cung cho dù là long cung bày ra ra tới thực lực phi thường khủng bố vương tiên nhìn đến bay qua tới quái vật khổng lồ tuy rằng phía trước sinh vật cho hắn một loại phi thường quen thuộc cảm giác nhưng là hắn cũng không thể đủ thả lỏng cảnh giác lúc cuộc cái này sinh vật, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Khi chỉ thần đế cấp bậc vực sâu loại đi trước Long Vương bọn họ phương hướng bay đi, bọn họ muốn tiêu diệt Long Vương bọn họ. Ha ha ha, báo ứng A, à, báo ứng A, à, ở thần đế cấp bậc khủng bố tồn tại dưới, ta xem Long Vương bọn họ như thế nào trốn. Chúng ta đã chết, Long Cung người cũng sống không được, các ngươi Long Cung cũng sống không được. Một con hư hư thực thực thần đế cấp bậc vực sâu loại khủng bố tồn tại đã đến, hướng tới Long Vương bọn họ phóng đi, này lệnh đêm tộc thiên ma đại giáo một đám người lộ ra hưng phấn cùng dữ tận đây là bọn họ chạy trốn cơ hội đây cũng là long cung bị hủy diệt cơ hội long cung bọn họ khả năng muốn xui xẻo một trận chiến này cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết đáng tiếc long cung bọn họ không có đoán trước đến sẽ có hư không thần đế vực sâu loại xuất hiện ở vào vực sâu lối vào vị trí cửu tiêu bọn họ một chúng thế lực nhìn về phía vực sâu nội thấy như vậy một màn khi một ít cường giả hơi hơi nói một cái thần đế cấp bậc vực sâu loại xuất hiện đối với mọi người tới nói đều là tai nạn. Đối với Long Cung tới nói, càng là tai nạn. Ô ô! Một tiếng riết gào lại lần nữa truyền đến, giờ khắc này, ngay cả Long Cung ngao giải bọn họ một chúng hơn 20 vạn người cũng đình chỉ công kích. Một khi kia chỉ thần đế cấp bậc vực sâu loại tập kích bọn họ, bọn họ sẽ lập tức tiến lên trợ giúp Long Vương bọn họ. Cũng hoặc là, chờ đợi Long Vương mệnh lệnh, trực tiếp truyền tống rời đi. Đêm tộc cùng thiên ma đại giáo một chúng thế lực trong mắt nở rộ ra hưng phấn giữ tận thần sắc, hai mắt nóng cháy nhìn chằm chằm vương tiên trên mặt lộ ra cảnh giác thần sắc một bên ngao tề thiên thiên trận bọn họ đồng dạng cảnh giác vô cùng khi chỉ thần đế cấp bậc vực sâu loại càng ngày càng gần lấy thực lực của bọn họ căn bản không có chạy tất yếu bởi vì này tốc độ quá nhanh khi chỉ thần đế vực sâu loại mặt trên có một người đột nhiên mưu trạch sâm nhìn chằm chằm kia chỉ quái vật khổng lồ nhìn đến mặt trên một bóng người trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc ân ừ. hắn nói lệnh mọi người hơi kinh hãi thực sự có một bóng người đương một đám người nhìn lại thời điểm một đám rừng lớn đôi mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ ô ô lúc này kia quái vật khổng lồ đã đi vào bọn họ thượng vạn km phía trước nó thân ảnh đột nhiên dừng lại thật lớn vô cùng đồng tử nhìn chằm chằm phía trước thượng vạn km đối với bọn họ loại này cường giả tới nói cùng người thường hơn 10 m không sai biệt lắm cái này thân ảnh vương tiên nhìn chằm chằm quái vật khổng lồ thượng cái kia thân ảnh hơi hơi nheo lại đôi mắt hắn phi thường quen thuộc thổ long thiên tử Thổ Tôn Giả. Lúc này, Thổ Tôn Giả đứng ở tiểu trạch trên đầu, ánh mắt cũng nhìn về phía Vương Tiên. Này thần đế cấp bậc vực sâu loại mặt trên thế nhưng có người, hắn là ai? Này chẳng lẽ không phải vực sâu loại, là cường đại thần đế yêu thú. Đế Đình bốn gã hộ pháp nhìn đến tiểu trạch đột nhiên ngừng lại, nhìn đến mặt trên thế nhưng có người tồn tại, hơi kinh hãi, kinh dị không thôi. Xin hỏi vị đại nhân này là người phương nào, chúng ta chính là Đế Đình hộ pháp. Trong đó một người hộ pháp do dự một chút, đầy mặt cung kính không người hỏi đế đình danh hào, ở toàn bộ lộng lẫy sao trời còn là phi thường có địa vị. Nếu như là mặt khác tinh vực cường đại thần đế, cũng sẽ cho bọn hắn một cái mặt mũi. Phía sau vị trí, Long Cung, đêm tộc, thiên ma đại giáo một chúng thế lực cũng là hô hấp dồn dập nhìn chầm chầm phía trước. Long Vương Đại Nhân, tiểu nhân thổ tôn giả A, thổ Long Thiên Tử, ngài thân nhi tử A. Nhưng mà đúng lúc này, tiểu trạch trên người thổ tôn giả không hề có để ý tới đế đình hộ pháp, hắn thân hình vừa động, bay thẳng đến vương tiên bay qua tới, lớn tiếng hô, trên mặt khoa trương vô cùng ân hắn nói lệnh vương tiên ngây ngẩn cả người đồng dạng cũng lệnh chung quanh mọi người hơi hơi trừng lớn đôi mắt trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng thần sắc long vương cha a lam thanh nguyệt chủ nhân làm im mang theo tiểu trạch tới tìm ngài im hiện tại rốt cuộc tìm được ngài im là thổ long thiên tử chính là ngài thân nhi tử a ở vương tiên ngây người hết sức thổ tôn giả đã đi tới vương tiên bên cạnh trực tiếp quỳ gối trước người đầy mặt kích động quát biểu tình kia chính là khoa trương vô cùng vương tiên nhìn trước người thổ long thiên tử nhấp nhấp miệng bất quá thực mau hắn trong mắt lập lòe ánh sáng là thanh nguyệt làm ngươi tới tìm ta vương tiên nhìn chằm chằm hắn lập tức hỏi là là đúng vậy long vương là chủ nhân để cho ta tới tìm ngài đây là tiểu trạch tiểu lam đệ đệ chủ nhân đệ nhị chỉ côn thổ tôn giả vội vàng nói ô ô đương hắn nói xong phía trước tiểu trạch phát ra một tiếng gầm nhẹ thân hình chậm rãi hướng tới bên này bay qua tới lấy tiểu trạch trí tuệ hắn cũng biết trước mắt vị này chính là hắn sau này một cái khác chủ nhân tiểu trạch lay động khổng lồ vô cùng hình thể đi vào vương tiên trước người phần đầu hơi hơi cọ lại đây không có việc gì liền hảo không có việc gì liền hảo tiểu trạch đúng không không tồi không tồi vương tiên vuốt ve tiểu trạch đầu đầy mặt mỉm cười nói ô ô tiểu trạch ngoan ngoãn gầm nhẹ một tiếng phần đầu khẽ nhúc nhích đi vào vương tiên phía dưới vị trí phần đầu đem chi đỉnh khởi làm này đứng ở mặt trên này này sao có thể đây là tình huống như thế nào đây là tình huống như thế nào? đương vương tiên đứng ở tiểu trạch đỉnh đầu khi lúc này cách đó không xa đế đình bốn gã hộ pháp trừng lớn đôi mắt từ khiếp sợ trung phản ứng lại đây bọn họ thân hình nhịn không được hướng tới phía sau lui đầy mặt không thể tưởng tượng thất thanh quát đây là tình huống như thế nào? này rốt cuộc là tình huống như thế nào? một con khủng bố thần đế cấp bậc quái vật khổng lồ từ vực sâu nội bay qua tới thế nhưng là long vương người xem kia chỉ thần đế cấp bậc tồn tại hoàn toàn là đem long vương coi như chủ nhân a còn có kia một cái thần vương đỉnh nhân loại, này ni ma trực tiếp kêu Long Vương kêu cha. Còn nói chính mình là thân nhi tử. Này này Long Cung có được thần đế cấp bậc tồn tại. Tấu chương xong. Chương 2782, đương thần đế tổn hại, đương thiên hạ kinh bảy. Hỏng mất. Chấn động. Không thể tưởng tượng. Không thể tin được. Một cái từ vực sâu nội bay ra tới quái vật khổng lồ, bọn họ cho rằng sẽ là bọn họ chạy trốn sinh cơ. Bọn họ cho rằng, đây là một con thần đế cấp bậc vực sâu loại sẽ lệnh long cung tổn thất thảm trọng thậm chí tiêu diệt long cung bọn họ cho rằng đây là một đường sinh cơ nhưng bọn hắn vĩnh viễn cũng không thể tưởng được một cái như thế tồn tại thế nhưng là long vương thủ hạ là long cung thủ hạ bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm vô cùng tuyệt vọng long cung thế nhưng có hư không thần đế tồn tại kia hết thảy đều không giống nhau đây chính là thần đế như thế nào sẽ là như thế này sao có thể kia chỉ thần đế cấp bậc tồn tại là long vương thủ hạ Sao có thể a? À? Không không không, sẽ không, sẽ không, không phải là như vậy, ta không muốn chết, ta không muốn chết a. À? Thần đế a, à, thần đế cấp bậc tồn tại a, à, là Long Vương thủ hạ, ta nhìn thấy gì, ta nhìn thấy gì? Hỏng mất không chỉ là đế đình bốn gã hộ pháp, phía sau vị trí kia một chúng hai mắt nóng cháy, sắc mặt dữ tợn đêm tộc thiên ma đại giáo một chúng thế lực người, giờ phút này cũng hoàn toàn hỏng mất. Bọn họ đồng dạng cho rằng đây là bọn họ một lần cơ hội, kia thần đế cấp bậc sinh vật sẽ công kích Long cung bọn họ kết quả kia thần đế tồn tại là long vương thủ hạ này một đường sinh cơ hoàn toàn tan biến thậm chí hiện tại bọn họ có thể trăm phần trăm xác định chính mình một đám người muốn chết còn sống hy vọng đã không đến một phần vạn trăm triệu phần có một thậm chí một ít người hai mắt vô thần tuyệt vọng đứng ở nơi đó chờ đợi bị giết bại hoàn toàn bại xong rồi hoàn toàn xong rồi t không thể tưởng tượng không thể tưởng tượng may mắn a may mắn a May mắn chúng ta không có cùng Long cung là địch, hư không thần đế, Long cung cũng có hư không thần đế. Ai có thể đủ nghĩ đến sẽ là loại này cục diện, chúng ta thật là may mắn, nếu như chúng ta ở bên trong, tuyệt đối sẽ bị Long cung hủy diệt, Long cung thực lực chẳng sợ không bằng đế đình, đế đình muốn động Long cung, cũng muốn suy xét suy xét. Ở vào vực sâu lối vào Cửu Tiêu một chúng thế lực mọi người, thấy như vậy một màn thân hình rung nhẹ nhẹ. Bọn họ chấn động, kinh sợ. Đồng thời trong lòng lại may mắn vô cùng, một cái lựa chọn làm bọn hắn tránh được một kiếp tất cả mọi người có một loại từ tử thần bên cạnh đi qua cảm giác. Ha ha ha, Long Cung vô địch, Long Vương uy vũ. Mà giờ này khắc này, duy nhất tương đối hưng phấn đó là Thượng Nguyệt, Bắc Xuyên Tông, Long Mãn Tập đoàn, của thần triều bọn họ bốn cái thế lực. Long Cung có thần đế cấp bậc tồn tại, bọn họ biết này ý nghĩa cái gì? Này ý nghĩa, hôm nay một trận chiến này kết thúc, đế định muốn tiêu diệt bọn họ đều phải thận trọng suy xét. Bọn họ căn cứ liều chết quyết tâm, hiện tại bọn họ có 80% nắm chắc sống sót sau so dĩ vãng càng tốt sống sót, long vương, bọn họ hiểu biết, ngày sau chỉ cần có long cung ở, bọn họ liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm. kích động, hưng phấn. lúc này đây bọn họ lựa chọn là nhất chính xác. long cung vô địch, long vương vô địch. tứ đại thế lực ngàn vạn cường giả đệ tử phấn chấn quát, thanh âm vang vọng khắp vực sâu loại. t, này này. ở vào mộng bức trung, còn có một cái. đêm thần đế hắn vốn định xem kia chỉ thần đế cấp bậc tồn tại tiêu diệt Long Cung sau nghĩ cách rời đi nơi này, kết quả lại là cái này cục diện. Long Cung thực lực, so với bọn hắn đêm tộc cường đại quá nhiều quá nhiều. Này làm hắn sắc mặt âm trầm vô cùng, trái tim kịch liệt nhảy lên. Trống. Hắn vô cùng nghẹn khuất phát ra rống giận tiến hành phát tiết một chút, đỏ như máu đôi mắt nở rộ ánh sáng, phía sau hư không thần quốc lam quan đại thịnh. Hắn muốn chạy trốn cách nơi này. Tưởng hắn trở thành thần đế lúc sau, ngay cả đế đình thần đế đô tự mình chúc mừng, Đế Đình Hộ Pháp đều cung kính bái lễ, tôn xưng đêm thần đế đại nhân. Hắn muốn ai chết, ai sẽ phải chết, đế đình đều sẽ không ước thúc hắn. Nhưng hiện tại thế nhân muốn chật vật mà chạy, nghẹn khuất. Vương Tiên nghe được trên không nghẹn khuất vô cùng thanh âm, nhàn nhạt đảo qua đi. Hắn ánh mắt dừng ở phía trước bốn gã đế đình hộ pháp. Lúc này bốn người, có chút thất hồn lạc phách, trên người đã không có chút nào ý chí chiến đấu. Bọn họ ngơ ngác mà nhìn Vương Tiên, trên người tràn ngập suy sụp. Tiểu Trạch, diệt bọn hắn Phương Tiên hướng tới dưới thân Tiểu Trạch mở miệng nói. Ô ô. Tiểu Trạch lập tức cực gật đầu, cánh tay vung lên, sau lưng cái đuôi trực tiếp quét tới. Ha ha a, ha ha a. Bốn người nhìn đến Tiểu Trạch công kích, cũng không có chống cự. Đối mặt hư không thần đế cấp bậc công kích, vốn là trọng thương bọn họ, đã mất đi sức chống cự. Long Cung có được thần đế cấp bậc tồn tại, về sau đế đình có thể hay không đủ vì bọn họ báo thù, bọn họ cũng đều không dám khẳng định. Ầm ầm ầm. Cái đuôi đảo qua, bốn gã đế đình hộ pháp nháy mắt tử vong. Bọn họ không có riết cào, không có buông lời hung ác. Bởi vì hiện giờ Long Cung, đã không chịu bọn họ điểm này uy hiếp. Đế đình bốn gã hộ pháp đại nhân tổn lạc. Phía sau mọi người nhìn đến, thân hình run rẩy. Long Vương, trên không cái kia đêm thần đế. Đúng lúc này, thiên trận đột nhiên nhìn về phía Vương Tiên, hơi hơi nheo lại đôi mắt, hướng tới hắn nói. Ân. Vương Tiên ngẩn người, nhìn về phía thiên trận. Long Vương, căn cứ ta quan sát, này đêm thần đế thực lực cũng không cường, lấy ngài dưới thân vị này, hơn nữa chúng ta nói, có 50% nắm chắc đem chi lưu lại nơi này. Nếu như kia chỉ thần đế cấp bậc vực sâu loại có thể cùng nhau nói, có thể đạt tới 80%. Thiên trận ánh mắt lập loè nói, là một cái cách cổ thủ thế, tràn ngập lạnh lạnh thần sắc. Ân. Ừ. Vương tiên trước mắt sáng ngời, tràn ngập lạnh băng cùng sát khí. Hắn ánh mắt nhìn chầm chầm hướng đêm thần đế bọn họ chiến trường, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ tiểu trạch. Tiểu trạch, có thể hay không cùng kia chỉ thần đế cấp bậc vực sâu loại câu thông, cùng nhau đối kháng đêm đó thần đế. Hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, hướng tới tiểu Trạch nói. "Ô ô." Tiểu Trạch gật gật đầu, một cái tin tức truyền vào đến Vương Tiên trong đầu. "Nga." Vương Tiên thu được cái này tin tức, hơi hơi nhướng mày đầu, dựa theo tiểu Trạch theo như lời, kia chỉ thần đế cấp bậc vực sâu loại, xem như bằng hữu. Lập tức nói cho nó, chúng ta cùng với cùng nhau đối kháng tên kia nhân loại thần đế. Hắn ánh mắt lộ ra nóng cháy thần sắc, lập tức quát. Ô ô. Ô ô. Tiểu trạch hướng tới kia chỉ hư không thần đế vực sâu loại rống lên hai tiếng. Rống rống rống. Khi chỉ hư không thần đế vực sâu loại lập tức đáp lại, nó ánh mắt có chút nghi hoặc đảo qua vương tiên bọn họ. Bất quá, nó cũng biết tiểu trạch chúng nó chủ nhân là một nhân loại, đối này cũng không có quá mức kinh ngạc. Ô ô. Tiểu trạch lập tức hướng tới vương tiên truyền lại một cái tin tức. Khi chỉ thần đế cấp bậc vực sâu loại, đồng ý. Ha ha ha. Vương tiên nghe được tiểu trạch nói, nhịn không được phát ra một tiếng cười to. Thiên trận, sở hữu long cung thành viên, hôm nay, chúng ta cùng nhau diệt thần đế. Ta muốn này diệt sát hắn tỷ lệ, đạt tới trăm phần trăm. Hắn lập tức hướng tới thiên trận một chúng thủ lĩnh mệnh lệnh nói. Ha ha ha, hảo hảo, long vương, chúng ta cùng nhau diệt thần đế. Một chúng long cung thủ lĩnh lớn tiếng đáp. Tấu chương xong. Chương 2783, đương thần đế tổn hại, đương thiên hạ kinh tám. Ân. Ừ. Long cung bọn họ muốn làm cái gì? bọn họ này một thanh âm, đây là. Đương Long cung một chúng thủ lĩnh sôi trào tràn ngập chiến ý tiếng hô vang lên thời điểm, lại lần nữa lệnh mọi người đầy mặt hoảng sợ. Có ý tứ gì? Diệt thần đế. Đêm thần đế, hôm nay một trận chiến, chúng ta Long cung làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng kế hoạch đã xảy ra rất lớn biến hóa. Nguyên bản, ở ta Long cung trong kế hoạch, chúng ta Long cung 10 tên thần vương đỉnh cường giả một mình đối kháng ngươi, còn lại Long cung thành viên diệt sát đêm tộc đế đình người, nhưng lại xuất hiện kinh hỉ, vị này thần đế tồn tại trực tiếp đem chi dây dưa trụ Hiện tại chúng ta chuẩn bị tiến hành kế tiếp kế hoạch, đêm thần đế, làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị sao? Vương Tiên ánh mắt nhìn về phía đêm thần đế, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Này này Long Vương bọn họ muốn tiêu diệt đêm thần đế. T, sao có thể, một người thần đế, sao có thể dễ dàng như vậy giết chết? Long cung Long Vương bọn họ điên rồi sao? Muốn tiêu diệt đêm thần đế. Phía sau mọi người thế lực mọi người trừng lớn đôi mắt, Tràn ngập khiếp sợ thần sắc. Hôm nay, Long cung cho bọn hắn chấn động, quá nhiều quá nhiều. Ha ha ha, Long Vương, không biết ngươi có phải hay không thật sự bành trướng lên, thế nhưng muốn giết ta, si tâm vọng tưởng, mơ mộng hảo huyền. Ta đêm thần đế, vĩnh xương này phiến hư không, hôm nay chi thù, ta cần thiết gấp 10 lần dân trả. Đêm thần đế nghe được vương tiên nói, sắc mặt nháy mắt âm trầm vô cùng. Hắn sắc mặt giữ tận vô cùng rít gào nói. Hắn làm đường đường thần đế, cho dù là Long cung có được một con thần đế cấp bậc tồn tại, chẳng sợ trước mắt đây là thần đế vực sâu loại cùng long cung cái kia thần đế liên hợp hắn cũng có nắm chắc từ nơi này chạy đi đến nỗi long cung mười tên thần vương đỉnh liền muốn đối kháng chính mình căn bản không có khả năng đương hắn thăng cấp vì thần đế lúc sau hắn liền biết thần đế cùng thần vương là hai cái trình tự cho dù là thần vương đỉnh cường giả không có hai ba mươi cái liên hợp liều mạng công kích đều rất khó ngăn cản một người mới vừa thăng cấp thần đế cho dù là hai ba mươi cái liên hợp công kích thời gian dài thần đế như cũ có thể đem chi toàn bộ tiêu diệt Kế tiếp, nhiều nhất Long Cung cái kia thần đế công kích lại đây, đến đổi Long Vương bọn họ, căn bản dựa bất quá tới. Khủng bố dư ba, liền có thể đưa bọn họ bị thương nặng thậm chí đánh chết. Đây là thần đế thực lực cùng khủng bố. Ha ha ha, hảo hảo hảo, kia hôm nay, chúng ta Long Cung liền đem ngươi đêm thần đế đánh rớt thần đàn. Long Cung thủ lĩnh, chuẩn bị. Vương Tiên đồng dạng cùng tiếu một tiếng, lớn tiếng quát. Ông ông ông. Ở Vương Tiên bọn họ vừa rồi nói chuyện thời điểm, thiên trận liền đã đi vào Long Phong Thượng toàn bộ long phong nở rộ ra lộng lẫy màu xanh lục quang mang ba cái bụi gai quái vật trực tiếp trở về đến long phong thượng thực mau từng cây bụi gai từ bên trong giò ra tới bụi gai ngưng tụ thành một cái bụi gai quái vật bất quá lúc này đây là sở hữu bụi gai toàn bộ dùng để ngưng tụ một con bụi gai quái vật này chỉ bụi gai quái vật cao tới vạn mét mỗi một cây bụi gai đường kính đạt tới 10 mét mặt trên tràn ngập gai nhọn mà ở bụi gai phần đầu hai cái cánh tay ngực hai cái đùi cùng với phía sau cái đuôi vị trí lưu có một đám cửa động. Mọi người chuẩn bị, hôm nay chúng ta long cung, đồ đế. Thiên trận giờ phút này cũng là nhiệt huyết sôi trào, hắn thân hình vừa động, bay thẳng đến bụi gai quái vật phần đầu cái kia cửa động vị trí bay đi. Đồ đế. Vương tiên gầm nhẹ một tiếng, thân hình vừa động, đồng dạng hướng tới kia chỉ bụi gai quái vật bay đi, hắn trực tiếp dừng ở ngực vị trí. Rống rống rống. Đồ đế. Một bên, ngao tề thiên bọn họ một đám người điên cùng hét lên một tiếng, đồng dạng hướng tới ngực bụi gai quái vật trên người một đám cửa động bay đi. Này chờ hành vi, cùng lúc trước thiên trận vì bắt sống long giới thời điểm sử dụng quá. Bất quá lúc này đây bất đồng chính là, toàn bộ trận pháp ngưng tụ thành một cái bụi gai quái vật, thiên trận vương tiên ngao tề thiên bọn họ tổng cộng 10 tên thần vương đỉnh tồn tại toàn bộ tiến vào này bụi gai quái vật trong cơ thể. Khạch khạch khạch, đồ đế loại chuyện này, chúng ta cũng muốn tham dự. Lúc này, Bác Kỳ cùng ma sát hai người nhanh chóng bay qua tới. Thiên trận nhìn đến, trên mặt lộ ra mỉm cười, lại lần nữa mở ra hai cái cửa động. Ông ông ông. Thực mau, Long Cung 12 danh bất hủ thần vương đỉnh cường giả, toàn bộ tiến vào bụi gai quái vật trong cơ thể. Năng lượng vận chuyển, hôm nay làm Long Vương kiến thức một chút ta thiên trận chế tạo cường đại trận pháp. Thiên trận ở vào phần đầu vị trí, trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Đây là hắn trở thành Long Vu lúc sau chính mình sáng tạo trận pháp, cũng là làm hắn nhất tự hào trận pháp. Hắn Long Vu, có được chín loại thuộc tính, tuy rằng mỗi một loại thuộc tính đều phổ phổ thông thông, nhưng là hắn lại có thể nhanh chóng tiến hành thay đổi. Vương tiên bọn họ năng lượng, trực tiếp phóng xuất ra tới, đi vào thiên trận trong cơ thể, thiên trận trải qua chính mình chính loại thuộc tính đặc thù thể chất, tiến hành chuyển hóa, hóa thành nhất khủng bố lực công kích. Vận chuyển. Thiên trận hét lớn một tiếng, vương tiên bọn họ cũng lập tức phóng thích năng lượng. Oanh. Ngay sau đó, toàn bộ bụi gai quái vật dường như sống lại đây, một cổ cuồng cuộn hơi thở hướng tới phía trước đánh sâu vào mà đi. Này cổ uy thế, chút nào không thể so thần đế cấp bậc nhược này đây là thứ gì, như thế nào sẽ có như vậy khủng bố lực công kích. Cổ lực lượng này, ở ta cảm giác xuống dưới chút nào không kém gì ta, thậm chí so với ta còn mạnh hơn một ít. Không tốt. Đương bụi gai quái vật hoàn toàn bùng nổ lúc sau, đêm thần đế cảm ứng được này cổ uy thế, sắc mặt nháy mắt thay đổi xuống dưới. Hắn trừng lớn đôi mắt, đồng tử nội tràn ngập kinh sợ cùng hoảng loạn. Sao lại thế này? Bọn họ gần mười mấy thần vương đỉnh, như thế nào có thể bộc phát ra như thế khủng bố uy thế? Hắn trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo, hắn vốn là vừa mới thăng cấp thần đế chi cảnh, thực lực ở thần đế trung yếu nhất, nếu như có ba cái cùng cấp bậc, sức chiến đấu còn so với hắn cường một ít thần đế vây công hắn, hắn thực sự có khả năng ngã xuống ở chỗ này. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn liền bất an lên. Ha ha ha, chiến. Thiên trận hưng phấn hét lớn một tiếng, tràn ngập chiến ý quát. Tiểu trạch, công kích, làm kia chỉ thần đế cấp bậc vượt sâu loại phối hợp. Vương tiên hét lớn một tiếng, hướng tới tiểu trạch mệnh lệnh nói. Ô ô. Tiểu trạch lập tức đáp, thân hình vừa động, bay thẳng đến đêm thần đế tập kích mà đi. Mặt khác kia chỉ thần đế cấp bậc vực sâu loại trong mắt phục ra ra ngọn lửa, trên người ngọn lửa đại thịnh. Ầm ầm ầm. Bụi gai quái vật mại động cước bộ, thiên trận vì đại não, chủ đạo bụi gai quái vật nhất cử nhất động, khổng lồ vô cùng cánh tay, trực tiếp quét ngang mà đi. Vương Tiên bọn họ ở vào bụi gai quái vật trong cơ thể, hoàn toàn là đảm đương năng lượng. Công kích, nháy mắt mở ra. Long Vương cha, Long Vương phụ thân, ta cũng muốn gia nhập đi vào, ta thổ tôn giả cũng có thể đủ cống hiến ra một phân lực lượng. Phía sau vị trí, thổ tôn giả nhìn đến Long Vương bọn họ hội tụ ở một cái bụi gai quái vật trên người, bộc phát ra hư không thần đế bi thế, trong lòng chấn động không thôi. Long Vương, không hổ là Long Vương. Long Cung, không hổ là Long Cung. Về sau quan trọng khẩn ôm Long Vương đùi, đây chính là chính mình chủ nhân ngày đêm tơ tưởng lão công A. Đây chính là chế tạo chân Long Thiên tử Long Vương A. Tấu chương xong. Chương 2784, Đế Vẫn Thượng. Long Vương bọn họ muốn đồ đế, Long Cung muốn tiêu diệt đêm thần đế. Nghe theo Long Vương cái kia quái vật khổng lồ đã công kích, kia chỉ thần đế cấp bậc vực sâu loại có thể cùng Long Vương cái kia quái vật khổng lồ tiến hành câu thông. Cái kia là cái gì? Trận pháp ngưng tụ đồ vật, như thế nào sẽ có như vậy uy thế, cảm giác chút nào không thể so thần đế nhược. Này đây mới là Long Cung chân chính lực lượng sao? Vừa rồi từ Long Vương nói trung, kia khủng bố bụi gai quái vật, là vì chống cự đêm thần đế, kia khủng bố quái vật có thể cùng đêm thần đế chống lại, còn thật có khả năng, đêm thần đế rốt cuộc vừa mới bước vào thần đế, còn không có tiến hành lắng động lại liền trực tiếp tham dự trận chiến tranh này. Long cung bọn họ sẽ không thật sự có thể đem đêm thần đế chém giết đi. Thần đế ngã xuống, này. Đương phía sau mọi người nhìn đến Long cung Long Vương một đám người hướng tới đêm thần đế công kích mà đi thời điểm, một đám trừng lớn đôi mắt. Đây là kiểu gì cuồng cuộn một màn a? Sinh thời, ai lại gặp được thần đế ngã xuống? Thậm chí nếu như không có vực sâu chiến tranh, bọn họ đều không có nhìn thấy quá thần đế chiến đấu đến nỗi thần đế ngã xuống ngàn vạn năm trước có một hồi khiếp sợ toàn bộ lộng lẫy sao trời sự kiện bị lộng lẫy sao trời sở hữu thế lực xưng là đế vẫn chi chiến khi một hồi đế vẫn chi chiến lệnh bảy đại vực sôi trào đến từ chính thiên vu vực một hồi nội chiến khi một hồi chiến tranh ở đế tinh vực bên cạnh vị trí bùng nổ chiến đấu lúc sau nơi đó hình thành một mảnh cuồng cuộn đế vẫn chiến trường toàn bộ đế vẫn chiến trường hiện giờ ngàn vạn năm đi qua bình thường thần vương tiến vào bên trong như cũ có khả năng sẽ bị nhứ loạn năng lượng bị thương nặng thậm chí đánh chết có thể nghĩ, trận chiến ấy sẽ là cỡ nào thảm thiết. Tuy rằng phía trước một trận chiến này khả năng không đạt được cái kia cấp bậc, nhưng như cũ khủng bố vô cùng. Một trận chiến này vô luận như thế nào, đều sẽ bị tái nhập sử sách. Mà bọn họ chính là lịch sử đại chiến chứng kiến giả. Mọi người ngừng thở, ngơ ngẩn nhìn phía trước. Thật là tiếc nuối, ta thổ tôn giả không thể đủ tham dự trận này chiến tranh, bất quá không quan hệ, long cung các huynh đệ, chúng ta cùng nhau quan kháng long vương bọn họ tiêu diệt cái kia bọn đạo chích, ha 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 thổ tôn giả cười lớn nói, thân hình hướng tới phía sau thối lui. chính là các ngươi này đang phế vật muốn tiêu diệt long cung đúng không? tấm tắc. hiện tại các ngươi trước nhìn, đợi lát nữa đêm thần đế đã chết lúc sau, các ngươi liền tự sát đi. né tránh chiến trường phạm vi, thổ tôn giả đảo qua đêm tộc thiên ma đại giáo một chúng thế lực mọi người nói. hắn phi thường tự quen thuộc đi vào long cung một đám người trước người. ầm ầm ầm. đúng lúc này, khủng bố năng lượng va chạm thanh âm truyền đến, lệnh mọi người hơi hơi rùng mình ánh mắt từ nói nhiều khoa trương thổ tôn giả trên người dời đi phía trước vực sâu nội màu xanh lục một thuộc tính năng lượng thiên lam sắc thủy năng lượng cùng bạo hỏa năng lượng xám xịt đặc thù năng lượng nháy mắt bao phủ phạm vi vài tỷ km kia một phương thế giới dường như tận thế giống nhau khủng bố va chạm lệnh chi căn bản nhìn không tới bên trong chiến đấu tình huống mơ hồ có thể nhìn đến từng cây đầy trời bụi gai ở kia một phương thế giới thoáng hiện cho dù thấy không rõ lắm mọi người cũng trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm một ít trang lớn thậm chí tiến vào vực sâu nội, càng tới gần một ít xem cẩn thận. Chạm vào. Lúc này, một tiếng khủng bố vô cùng va chạm thanh truyền đến, tất cả mọi người cảm giác được nơi xa thiên lam sắc quang mang rung rẩy. Đêm thần đế vừa rồi gần đối mặt kia ngọn lửa thần đế vực sâu loại đều ở vào nhược thế, muốn bước ra đều phi thường khó khăn, hiện tại đối mặt ba cái cùng cấp bậc vây công, tuyệt đối đã ở vào hạ phong. Mọi người nhìn thiên lam sắc quang mang rung rẩy, kinh thanh nói. Cùng lúc đó, ở vào vực sâu nội, tiểu trạch kia thật dài khủng bố cái đuôi trực tiếp quét ngang ở trung ương hư không thần quốc mặt trên khủng bố công kích làm cả hư không thần quốc đều ở kịch liệt run rẩy mặt trên tảng lớn kiến trúc xuất hiện từng đạo vết rách không xong không xong không xong này đáng chết sinh vật rốt cuộc là cái gì tồn tại như thế nào sẽ như thế khổng lồ còn có long cung bọn họ công kích như thế nào sẽ như thế khủng bố lúc này đêm thần đế trên mặt tràn ngập nôn nóng thần sắc hắn đem hư không thần quốc mang đến là vì tăng cầm hắn sức chiến đấu toàn bộ hư không thần quốc, diện tích ước chừng có thượng ngàn vạn km phạm vi. Nhưng mà kia một cái quái vật khổng lồ hình thể, ước chừng có 7 chục km, khủng bố vô cùng. Hắn một đạo công kích dừng ở hư không thần quốc thượng, có thể dễ dàng tạo thành không nhỏ tổn thương. Đối mặt như thế công kích, hắn căn bản vô pháp ngăn cản. Bởi vì hắn còn muốn đối mặt mặt khác hai cái cùng cấp bậc tồn tại công kích. Gần vì ngăn cản long cung một chúng cường giả, ngăn cản kia chỉ ngọn lửa thần đế vực sâu loại, trên người hắn đều xuất hiện một chút thương thế, đối mặt kia quái vật khổng lồ công kích, hắn chỉ có thể đủ nhìn. Nhưng nếu như lệnh chi nhất công kích trực tiếp đánh xuống đi, toàn bộ hư không thần quốc đều sẽ bị bị thương nặng thậm chí hỏng mất. Một khi hư không thần quốc hỏng mất, hắn tự thân cũng sẽ gặp đến phản vệ, đã chịu bị thương nặng. Như vậy đi xuống, hắn liền xong rồi, chỉ có thể đủ chờ chết. Không không không, ta mới vừa trở thành hư không thần đế không lâu, ta còn có được đã lâu năm tháng, ta đêm thần đế, không thể đủ chết ở chỗ này, trốn trốn. Hắn cắn răng trong lòng rít cào nói. Hư không thần quốc cùng tự thân nở rộ ra cường đại quang mang. Thiên thượng chi thủy, mấy ngày liền. Hắn điên cùng hét lên một thân, cả người giống như một đạo nước chảy giống nhau, bay thẳng đến trên không bay đi. Thân hình hóa thành một đường, trên dưới hình thành một cái thật dài tuyến. Tại đây điều tuyến nội, hắn tốc độ dị thường khủng bố. Ha ha, muốn trốn, khả năng sao? Thiên trận nhìn đến một cái mấy ngày liền vũ đường nét thành, đêm thần đế muốn bỏ chính mình hư không thần quốc thoát đi, trong mắt phục ra ra lành lạnh chi sắc. Hắn đỉnh thời kỳ so đêm thần đế cường đại mấy chục lần, kia một hồi đế vẫn chi chiến càng là chấn động toàn bộ lộng lẫy sao trời. Hắn kinh nghiệm, cũng không phải thần vương đỉnh cường giả có thể bằng được, cũng không phải bình thường thần đế có thể so. Như thế hình thái hạ hắn, có thể bộc phát ra thần đế cấp bậc toàn bộ uy thế. Vèo 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 vèo. Thủy mấy ngày liền, bụi gai đồng dạng nháy mắt mấy ngày liền, từng cây bụi gai quấn quanh, bay thẳng đến trên không cắt đứt mà đi. Đáng chết, thật nhanh phản ứng đêm thần đế nhìn đến chính mình trên không mấy ngày liền mớn nước bị ngăn cản hơn nữa từng cây bụi gai tiến vào mớn nước nội giống như rắn độc giống nhau hướng tới hắn tập kích mà đến này làm hắn trong lòng trầm xuống hắn này một đào vong chiêu thức trước tiên liền kia chỉ ngọn lửa thần đế hư không loại đều không có phản ứng lại đây lại bị một cái trận pháp ngưng tụ gia hỏa ngăn cản trụ bọn họ như thế nào sẽ như vậy cường trống 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 màn đêm buông xuống thần đế bị ngăn cản một khắc một cái thật lớn vô cùng ngọn lửa móng vuốt bay thẳng đến hắn tập kích mà đến thủy đầy trời. Hắn sắc mặt âm trầm vô cùng, lập tức điên cuồng hét lên một tiếng. Trầm. Chung quanh, nước mưa nháy mắt bao trùm khắp không gian, hắn thân hình lập tức trốn vào nước mưa bên trong. Chạm vào. Khổng lồ ngọn lửa tay rảo trực tiếp phát cái không. Ầm ầm ầm. Bất quá lúc này, phía dưới truyền đến từng tiếng phá hư thanh âm. Đêm thần đế sắc mặt hơi hơi một bạch, đỏ như máu đôi mắt hướng tới phía dưới nhìn lại. Khi chỉ quái vật khổng lồ, tiếp tục ở tập kích hắn hư không thần quốc. Tấu chương xong. Chương 2785, Đế vẫn trung. Trống trống trống. Khi chỉ thần đế cấp bậc vực sâu loại nhìn đến chính mình công kích bị tránh thoát đi, đầy mặt cảm thấy mất mặt, ngẩng đầu lên phát ra một tiếng rít gào. Từng đạo khủng bố ngọn lửa từ trong miệng thốt ra, mỗi một đoàn ngọn lửa chính là một cái loại nhỏ chính mình, tản ra cùng bạo uy thế, hướng tới sở hữu dọc mưa công kích mà đi. Ngọn lửa cùng thiên lam sắc nước mưa phát ra va chạm, toàn bộ không gian thoạt nhìn dị thường khủng bố. Đều cút ngay cho ta. Đêm thần đế thân ảnh bị buộc ra tới, đôi mắt huyết hồng hướng tới bọn họ quát. Tam xoa. Hắn riết gào một tiếng, bàn tay hướng tới phía dưới vị trí tìm kiếm. ầm ầm ầm. Phía dưới vị trí, toàn bộ hư không thần quốc trung rẩy, một cổ thiên lam sắc quang mang phóng lên cao. Một cái tam xoa màu lam vũ khí xuất hiện ở hắn trong tay. Toàn bộ vũ khí cao tới 2 mét, tản ra khủng bố bi thế. Đây là các ngươi bức ta, ta nói cho các ngươi, hôm nay cho dù là ta ngã xuống, các ngươi bên trong cũng muốn chôn cùng một cái đêm thần đế đôi tay có chút run rẩy nắm trong tay vũ khí sắc mặt vô cùng giữ tận quát cái này vũ khí từng là hắn tổ tiên mạnh nhất vũ khí cũng là toàn bộ hư không thần quốc nội trân quý nhất bảo vật đồng dạng cũng là cái này vũ khí trấn áp toàn bộ hư không thần quốc không có cái này vũ khí hư không thần quốc lực phòng ngự muốn nhược thượng gấp đôi hắn vừa mới đột phá hư không thần đế chi cảnh vẫn luôn không thể đủ đem chi hoàng mỹ khống chế thao tác lên căn bản chẳng phân biệt địch ta đây cũng là hắn vẫn luôn không có sử dụng duyên tớ nhưng hiện giờ bước đến loại này phân thượng, hắn không thể không đua một chút. Một kiện thần đế cấp bậc thần khí thôi, còn không có đạt tới nhị giai. Ngươi cái này thần đế vẫn là quá yếu, cho dù là có cái này thần khí, cũng không thể nào cứu được ngươi tánh mạng. Thiên trận nhìn đến trong tay hắn thần khí, trong mắt tràn ngập lạnh băng thần sắc, lạnh giọng quát. Phải không, các ngươi long cung này đang tìm chết đồ vật, muốn chết, cái thứ nhất chết cũng là các ngươi. Đêm thần đế trên mặt tràn ngập lạnh lạnh, hắn thân hình vừa động, bay thẳng đến vương tiên bọn họ phóng đi trống 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 Một bên, kia chỉ thần đế cấp bậc vực sâu loại cũng mặc kệ bọn họ vô nghĩa, khổng lồ cánh chim kích động, từng đạo ngưng tụ thành hòn đá màu đỏ ngọn lửa thiên thạch, bay thẳng đến đêm thần đế ném tới. Ông! Ken ken ken! Đêm thần đế trong tay tam xoa thần khí rung rẩy, từng đạo mũi nhọn nhắm ngay chung quanh, trực tiếp phá vỡ. Từng đạo ngọn lửa thiên thạch bị tam xoa thần khí mũi nhọn trực tiếp tan biến. Trống trống. Kia chỉ thần đế cấp bậc vực sâu loại thấy như vậy một màn, hơi hơi có chút kinh dị, hay cầm cái này tam xoa thần khí đêm thần đế, rõ ràng so vừa rồi mạnh hơn nhiều. Ít nhất có thể cùng nó chống lại. Rầm rầm. Đêm thần đế đôi mắt huyết hồng, vả định phía trước bụi gai quái vật ngực vương tiên vị trí, tràn ngập lành lạnh. Ha ha. Thiên trận nhìn đến hắn đánh sâu vào lại đây, trên mặt lộ ra khinh miệt thần sắc. Vèo vèo vèo. Ngay sau đó, đầy trời bụi gai hướng tới đêm thần đế tập kích mà đi. Mỗi một cây bụi gai đều có 10 mét thô, hoặc nhìn giống như sao trời cự xà, khủng bố vô cùng phá đêm thần đế cắn răng đôi tay run rẩy giơ lên tam xoa thần khí thiên lam sắc quang mang từ tam xoa thượng bột phát ra tới dòng nước thanh không ngừng vang lên nước chảy đá mòn hắn cùng bạo rống giận một ít thiên lam sắc dọc nước phục ra đến cánh tay hắn thượng trực tiếp xuyên thấu lập tức trào ra đại lượng máu tươi hắn cắn răng trong mắt tràn ngập điên cuồng vây công chính mình ba cái cùng cấp bậc tồn tại ở hắn xem ra không thể nghi ngờ là long cung bên này dễ dàng nhất đột phá chỉ cần chính mình có thể giết chết kia một đám long cung cường giả hắn liền có nắm chắc chạy đi. Chết! Hắn trong miệng phát ra nghẹn ngào phá âm, tam xoa thượng nở rộ quan huy, xuyên thấu từng cây bụi gai. ầm ầm ầm, Xuyên thấu thanh âm không dứt bên tai, nhưng là thực mau, hắn sắc mặt thay đổi lên. Bởi vì đã một giây đồng hồ, hắn thân hình không có đi tới một bước. Này làm hắn sắc mặt cuồng biến. Phải biết rằng, đối với thần đế tới nói, một giây đồng hồ có thể làm rất nhiều chuyện. Trống trống rống. Chính là hiện tại, khi chỉ ngọn lửa thần đế vực sâu loại đã hướng tới hắn xông tới. Sao có thể, lấy tam xoa thần khí uy lực, sao có thể không có đánh bại này bụi gai quái vật phòng ngự. Hắn sắc mặt vô cùng âm trầm, nhịn không được điên cuồng hét lên nói. Âm âm âm. Nhưng là lúc này, phía dưới vị trí truyền đến phá hư thanh âm, hắn đem tam xoa dựng trong người trước, ngăn cản trụ ngọn lửa thần đế vực sâu loại tập kích, ánh mắt hướng tới phía dưới nhìn lại. Tại hạ phương vị trí, hắn hư không thần quốc bị trực tiếp phá hủy một phần ba. Này làm hắn sắc mặt hơi hơi tái nhợt một khi hư không thần quốc tổn thất quá lớn liên quan hắn cũng sẽ gặp đến bị thương nặng vèo 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 nhưng mà không chờ hắn có chút phản ứng từng cây bụi gai đột nhiên hướng tới hắn trừ qua đi không xong long cung bọn họ thế nhưng còn có thể đủ phát ra công kích còn có thể đủ phát ra như thế cường đại công kích giống như cửu thiên công kích xuống dưới liễu trụ quét ngang mà đến cảm thụ được trong đó uy thế đêm thần đế sắc mặt cuồng biến ở hắn xem ra long cung kia ngưng tụ mà thành quái vật là yếu nhất vừa rồi chính mình công kích tuy rằng bị ngăn cản trụ, nhưng này hẳn là cũng tiêu hao rất lớn. Hiện tại hắn phát hiện, hết thảy đều sai rồi. Ầm ầm ầm. Một cây liên tiếp một cây bụi gai tập kích mà đến, làm hắn trong miệng nhịn không được phun ra máu tươi, thân hình bay thẳng đến phía sau bay ngược mà đi. Trống trống trống. Lúc này, kia chỉ thần đế vực sâu loại bay thẳng đến hắn nhào tới, thật lớn miệng muốn đem chi cắn nuốt. Tử vong nguy cơ, bao phủ đêm thần đế. A a a, thần thông, thần vũ vực hắn đôi mắt huyết hồng nổi giận gầm lên một tiếng, phía dưới hư không thần quốc nở rộ quang huy, chung quanh phạm vi vài tỷ km nháy mắt xuất hiện từng dọc nước mưa. Nước mưa dừng ở hắn trên người, lệnh chi nháy mắt biến mất. Phát tắc thần thông sao? Vương Tiên thấy như vậy một màn, trong miệng lẩm bẩm. Phát tắc thần thông là thần đế cường đại thủ đoạn, có thể thay đổi một phương thiên địa, cường đại vô cùng. Tại đây loại thần thông nội, thần thông phóng thích giả có thể điều động này một mảnh khu vực sở hữu năng lượng. Hấp hối dãy dụ thôi, đêm thần đế, Ngươi một cái giọt mưa cũng đừng nghĩ đào tẩu. Thiên trận lúc này điên cuồng hét lên một tiếng, toàn bộ quái vật thân hình nở rộ xuất lục sắc lá cây. Loại này lá cây cũng không phải thực chất, cùng lúc trước bao phủ Long Tinh trận pháp có chút tương tự. Sương mù mênh mông lá cây lập tức trải rác chung quanh, đem khắp vũ vực hoàn toàn bao trùm. Chuyện này không có khả năng, chuyện này không có khả năng, các ngươi rõ ràng không phải thần đế cấp bậc cường giả, sao có thể phóng xuất ra pháp tắc thần thông, sao có thể? Lúc này, khắp vũ vực một chỗ truyền đến một đạo không dám tin tưởng thanh âm pháp tắc thần thông, thần vương đỉnh có thể chạm đến, nhưng tuyệt đối không có khả năng phóng thích như thế cường đại. Trước mắt một màn này, hoàn toàn vượt quá hắn nhận tri. Ha ha, bởi vì ta là vu sư, ta là này phiến lộng lẫy sao trời mạnh nhất vu sư. Thiên trận ngạo nghệ thanh âm vang lên. Hắn những lời này, kỳ thật cũng là chính mình khoác lác, hắn hiện tại nhiều nhất xưng là tiểu vu. Khoảng cách vu sư còn kém xa lắm. Tấu chương xong. Chương 2786, đế vẫn hạ. Vu sư, Vô sư, đêm thần đế thân ảnh ở vũ vực nội hiện ra, hắn nghe được thiên trận nói, sắc mặt không ngừng biến ảo. Ngươi sao có thể là vô sư? Ngươi ở đánh rắm? Hắn đầy mặt không tin quát. Đối với vô sư, hắn cũng hiểu biết một ít. Thiên vô vực lớn nhất thế lực thành vu sẽ, bọn họ chung cực mục tiêu đó là trở thành vô sư. Nhưng toàn bộ thành vu sẽ lại có mấy cái dám tự xưng vì vô sư. Ánh mắt đảo qua chung quanh, nhận thấy được chính mình vũ vực bị một cổ một thuộc tính năng lượng hoàn toàn bao trùm, hắn sắc mặt vô cùng nan kham phát tắc thần thông vũ vực là hắn hiện giờ lớn nhất ác chủ bài vũ vực thi triển lúc sau chỉ cần một giọt nước mưa từ nơi này chạy đi hắn là có thể đủ đi theo này một giọt giọt mưa đào tẩu nhưng hiện tại chính mình vũ vực che cái đem hắn hoàn toàn vây khốn này làm hắn trong lòng có một loại phi thường dự cảm bất hảo hừ thiên trận nghe được hắn nghi ngờ trên mặt tràn ngập lạnh băng thần sắc, cánh tay vung lên từng đạo bụi gai hướng tới đêm thần đế quốc đánh mà đi khạch khạch khạc, nói đến thiên trận lão nhân chỗ đau làm chết hắn bác kỳ cùng ma sát phát ra lành lạnh tiếng cười ầm 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 cùng ngày trận khống chế bụi gai quái vật công kích thời điểm khủng bố vô cùng ngọn lửa đột nhiên dâng lên chung quanh độ ấm chợt dâng lên khi chỉ thần đế cấp bậc tồn tại cũng phóng thích pháp tắc thần thông đêm thần đế chuẩn bị chịu chết đi ha 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 vương tiên bọn họ cảm ứng được khủng bố đến cực điểm ngọn lửa trong mắt nở rộ ra nóng cháy ánh sáng cười lớn quát không xong chẳng lẽ ta đêm thần đế liền phải ngã xuống ở chỗ này ta không cam lòng đêm thần đế nhìn đến dâng lên khủng bố ngọn lửa nhìn từng đạo bụi gai hướng tới hắn tập kích mà đến thân hình run rẩy hắn trong mắt tràn ngập không cam lòng hắn chính là mới vừa thăng cấp vì thần đế a ầm 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 Phúc. liền tại đây một khắc phía dưới cuồng bạo thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên đêm thần đế thân hình rung lên mồm to máu tươi từ trong miệng thốt ra hắn hai mắt đồng dạng tràn ra một hàng huyết lệ hắn ánh mắt vội vàng hướng tới phía dưới nhìn lại hắn hư không thần quốc đã bị phá hư hơn phân nữa không. Đầy mặt huyết lệ hắn tuyệt vọng quát. Thần quốc, là một người thần năng lượng suối nguồn, một khi thần quốc bị hủy diệt, chính mình khôi phục lực sẽ gặp đến thật lớn suy yếu. Thậm chí, thần quốc hủy hoại, sẽ đối tự thân tạo thành thật lớn thương tổn. Kế tiếp, tiểu trạch mỗi một lần hủy hoại hư không thần quốc, đêm thần đế thương thế liền sẽ tăng thêm một ít. Thần quốc bị hủy hư, lại gặp phải hai cái cùng cấp bậc công kích, một cổ tử vong nguy cơ, đã quanh quẩn ở hắn trong lòng. Bùng bùng. Rống rống rống. Lúc này, ngọn lửa thần đế vượt sâu loại pháp tắc thần thông đã phóng thích, ngọn lửa thiêu đốt dọc mưa thanh âm vang lên. Đêm thần đế đầy mặt vết máu, hắn trạng thái điên cuồng đôi tay nắm chặt trong tay tam xoa thần khí. Long cung, Long vương, hôm nay ta chính là chết, ta cũng muốn đem các ngươi mang đi. Ta và các ngươi liều mạng. Hắn điên cuồng gào rống, toàn thân năng lượng rót vào tam xoa thần khí thượng. Tam xoa thần khí thượng nở rộ từng luồng cuồng cuộn thủy phương pháp tắc. Hắn cả người giống như dung nhập đến tam xoa thần khí thượng, trực tiếp hóa thành một đạo màu lam quang mang hướng tới bụi gai quái vật tập kích mà đi hôm nay sở hữu hết thảy đều là long cung tạo thành đều là long vương bọn họ tạo thành đêm tộc đệ tử tử vong hiện giờ hắn tình cảnh hết thảy đều là long cung hiện tại gặp phải tử vong uy hiếp hắn trong lòng tràn ngập không cam lòng cùng cuồng nộ hết thảy đều là bởi vì long cung chính là chết cũng muốn đem long cung mọi người tiêu diệt ha hả a thiên trận nhìn đến hắn công kích đã đến ánh mắt lộ ra lạnh băng sát khí này các ngươi nghe được bên trong thanh âm sao? Các ngươi nghe được sao? Là đêm thần đế rít gào, là đêm thần đế, hắn bị buộc đến tuyệt cảnh, xong rồi xong rồi. Bên trong chiến đấu rốt cuộc tình huống như thế nào? Đêm thần đế muốn ngã xuống sao? Đêm thần đế muốn cùng Long Cung Long Vương bọn họ đồng quy vô tận. Chúng ta lão tổ, hắn hắn. Phía trước chiến đấu nổ vang không dứt bên tai, màn đêm buông xuống thần đế kia vài tiếng rít gào truyền đến thời điểm, mọi người trừng lớn đôi mắt, tràn ngập hoảng sợ thần sắc. Đêm thần đế thanh âm, tràn ngập thê lương cùng không cam lòng, bọn họ đã có thể tưởng tượng đến đêm thần đế tình cảnh. Sở hữu đêm tộc còn sống đệ tử, trong mắt tràn ngập cho tàn chi sắc. Bọn họ lão tổ, bọn họ thần đế một khi diệt vong, kia bọn họ đêm tộc cũng hoàn toàn xong rồi. Một người thần đế, muốn ngã xuống. Vực sâu nhập khẩu vị trí, cửu tiêu đoạn thiên một chúng thế lực cường giả thân hình run rẩy. Thần đế ngã xuống, đây chính là thần đế ngã xuống A. Toàn bộ đế tinh vực mới có vài tên thần đế. Hiện tại thế nhưng muốn ngã xuống một người hơn nữa đêm thần đế vẫn là vừa mới thăng cấp thần đế. Này! Đêm thần đế muốn cùng Long Cung Long Vương bọn họ đồng quy vu tận sao? Long Cung Long Vương bọn họ cũng muốn đã chết sao? Rất có khả năng, rốt cuộc đêm thần đế chính là chân chân chính chính thần đế, cho dù là đêm chi diệt sát, Long Vương bọn họ cũng muốn trả giá một ít đại giới, huống chi, Long Vương bọn họ này đây đặc thù phương pháp cùng đêm thần đế đối kháng, đêm thần đế thật nếu liều chết kéo một ít người, vẫn là có thể làm được. Bên cạnh vài tên cường giả ở nơi đó nghị luận một trận chiến này thật sự là làm bọn hắn mở rộng tầm mắt cũng chấn động tâm thần ầm 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 a a a ta không cam lòng a à, tưởng ta đêm thần đế vừa mới thăng cấp thần đế còn có vô tận thọ mệnh còn có vô tận uy thế ta không cam lòng không cam lòng đúng lúc này đột nhiên một cái tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng thanh âm vang vọng trong thiên địa phạm vi mấy chục tỷ km thậm chí tiền tuyến một chúng tinh cầu nơi đó đều có thể đủ nghe được rành mạch cùng với kêu thảm thiết cùng không cam lòng còn có từng tiếng nổ vang Nghe được thanh âm này, mọi người run rẩy, thời gian dài trừng lớn đôi mắt, ánh mắt đều có chút huyết hồng. Giờ phút này chiến trường trung ương, phía dưới là một cái hoàn toàn hỏng mất hư không thần quốc. Trên không vị trí, huyền phù một khối thi thể. Thi thể thượng hỏa diễm bao trùm, từng cây thật nhỏ bụi gai xuyên thấu thân hình hắn. Hắn trừng lớn đôi mắt, tràn ngập không cam lòng nằm ở nơi đó. Thiên trận thao tác bụi gai quái vật chậm rãi bay qua đi, trên cao nhìn xuống nhìn xuống đêm thần đế. Khụ cụ, cụ đem thần đế cuối cùng một sợi sinh cơ chống đỡ chính mình thân hình trừng hướng vương tiên. Hắn muốn chết, trước khi chết, hắn liền một cái long cung cường giả đều không có giết chết. Không cần như thế không cam lòng, đưa ngươi dám giết ta đồ đệ thời điểm, ngươi kết cục đã chú định, chẳng qua là thiếu sống mấy năm thôi. Vương tiên nhìn chầm chầm đêm thần đế, nhàn nhạt nói. Ngươi ngươi. Hắn hé miệng muốn nói chuyện, đại lượng máu tươi lại trào ra tới. Ha ha, trở thành thần đế, nguyên bản ngươi có thể chính mình có thể tiêu giao sung sướng, có thể dẫn dắt đêm tộc đi hướng đỉnh, đáng tiếc, người đắc tội chúng ta long cung. Vương tiên chậm rãi nói, cánh tay vung lên, pháp tắc ngưng tụ mà thành móng vuốt trực tiếp dừng ở đầu của hán bộ. Chạm vào. Tân tấn thần đế, ngã xuống. Đế vẫn. Tấu chương xong. Chương 2787, cử thế chấn động thường. Xôn xao. Màn đêm buông xuống thần đế sinh cơ hoàn toàn biến mất, tại đây vực sâu nội, trống rỗng xuất hiện một đám giọt mưa, giọt mưa hướng tới phía dưới rơi đi. Vực sâu nội, trời mưa. Cường đại tồn tại ngã xuống, thường thường đều cùng với thiên địa dị biến. Đặc biệt là đêm thần đế loại này cấp bậc, này sinh cơ tiêu tán khủng bố năng lượng có thể ảnh hưởng đến bên này vực sâu. Khả năng đêm thần đế là này một mảnh lộng lẫy sao trời, sống thời gian ngắn nhất thần đế. Giao nhớ trước đây thành đế, vạn chúng chú mục, không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt. Sau đêm tộc trước kia còn mạnh hơn Long Cung, bị này xưng là nho nhỏ Long Cung. Nhưng mà hiện tại, đêm thần đế lại ngã xuống ở Long Cung trong tay này có thể là hắn lúc trước vĩnh viễn đều không thể tưởng được sự tình. Trống trống trống. Nhìn đến đêm thần đế ngã xuống, nhìn đến một người nhân loại thần đế ngã xuống, kia chỉ ngọn lửa hư không thần đế vực sâu loại cũng phát ra một tiếng hưng phấn rít gào. Nó ánh mắt quét quét vương tiên một đám người, dừng ở tiểu trạch trên người. Ô ô. Tiểu trạch cho hắn truyền một ít tin tức, hướng tới vương tiên vị trí bay qua tới. Ha ha. Vương tiên cười cười, thân hình vừa động, trực tiếp dừng ở tiểu trạch đỉnh đầu. Cánh tay hắn vung lên, đem đêm thần đế thi thể thu hồi tới cùng lúc đó đem hư không thần quốc cũng thu hồi tới trời mưa trời mưa này vực sâu nội cũng trời mưa đây là đây là lúc trước đêm thần đế thành đế lúc sau bay qua tới khi cũng là cùng với nước mưa hiện tại nước mưa cho người ta một loại bi thương cảm giác đây là đêm thần đế đã ngã xuống dấu hiệu đêm thần đế đã ngã xuống phía sau vị trí nhìn này đột ngột mưa to mọi người hơi hơi há to miệng từ này đầy trời mưa to trung bọn họ đã được đến một cái tin tức thần đế ngã xuống Giờ phút này đối với đêm tộc cùng thiên ma đại giáo một chúng thế lực mọi người tới nói, trước mắt tối sầm, tuy rằng bọn họ trong lòng đã có đáp án, nhưng hiện giờ kết quả như thế, như cũ làm bọn hắn khó có thể tiếp thu. Mặt xám như tro tàn, tâm cũng đã chết. Đêm thần đế đã ngã xuống, long vương bọn họ đâu. Vực sâu lối vào vị trí, một chúng thế lực cường giả đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn chầm chầm bên trong. Đêm thần đế đã có thể xác định ngã xuống, nhưng là long vương bọn họ đâu. Hay không có cường giả bị đêm thần đế trước khi chết phản công đánh chết xuất hiện xuất hiện các ngươi xem mau xem lúc này kinh hô thanh âm vang lên mọi người đồng thời hướng tới vực sâu chỗ sâu trong nhìn lại một cái quái vật khổng lồ chậm rãi xuất hiện ở tầm mắt mọi người nội ở kia quái vật khổng lồ hai bên có mười mấy thân ảnh xếp thành một loạt đó là long cung một chúng thần vương đỉnh cường giả nhóm đó là long vương lúc này mọi người nhìn đến ở kia quái vật khổng lồ đỉnh đầu long vương đứng thẳng ở mặt trên phủ lãm phía trước hư không long vương không có chết Long cung một người cường giả đều không có chết. T, đêm thần đế sắp chết phản công một cái đều không có giết chết. Nhìn đến kia quái vật khổng lồ chậm rãi hướng tới bên này bay qua tới, mọi người trên mặt lộ ra chấn động thần sắc. Đêm thần đế đã chết, mà Long cung mọi người toàn bộ tồn tại. Vương Tiên đứng ở tiểu trạch đỉnh đầu, lấy nó tốc độ, thực mau tới đến Long cung một chúng đệ tử phía trước. Ở Long cung đệ tử trung tâm, còn vây quanh một chúng đêm tộc cùng thiên ma đại giáo một chúng thế lực cường giả cùng đệ tử. Đêm thần đế đã chết. Vương Tiên đứng ở tiểu trạch trên người, nhàn nhạt nói ra năm chữ: "Đêm thần đế đã chết." "Ha ha ha, đêm tộc xong rồi, chúng ta xong rồi." Phúc. Vương Tiên nói, lệnh chung quanh một mảnh yên lặng, không bao lâu, một tiếng tràn ngập tuyệt vọng mà lại bình đạm tiếng cười vang lên. Giọng nói rơi xuống, hắn tay cầm trong tay lợi kiếm, trực tiếp tự sát. Bọn họ kết cục đã chú định, tính ngưỡng sụp đổ, đã đến tuyệt lộ, dứt khoát trực tiếp tự sát tính. "Ha hả, cùng chết đi." Có một người tự sát thực mau cũng có một người danh lão giả trung niên nhắm mắt lại, lớn tiếng hô. Khạch khạch khạch, đừng như vậy bi thương, đừng như vậy thê lương, hôm nay chính là một cái ngày lành, được làm vua thua làm giặc, chúc mừng các ngươi bại, vui sướng chết đi đi. Ma sát ánh mắt nhìn về phía một ít tự sát người, đầy mặt cười to nói, trên mặt không mang theo chút nào cảm tình. Không sai, hôm nay là cái ngày lành. Nghĩ thầm chuyện này đều có thể thành. Hôm nay là cái ngày lành. Mở ra gia môn ta nên xuân phong. Bác kỳ toét miệng. Ngoà tàu này huynh đệ ngươi như thế nào còn sướng đi lên đâu. Ha ha ha, Long Vương vô địch, Long Cung vô địch. Thổ tôn giả ánh mắt đảo qua ma sát bát kỳ, hơi hơi có chút vô ngữ nói, theo sát dơ lên cánh tay, thật cánh tay hô to. Long Vương vô địch, Long Cung vô địch. Còn lại một chúng Long Cung thành viên cũng là đầy mặt phấn chấn, hưng phấn mà rống lớn nói. Long Vương vô địch, Long Cung vô địch nửa cái tự, vang vọng khắp vực sâu. Rửa sạch rớt, thu thập một chút chung quanh, chúng ta đi ra ngoài. Vương Tiên ánh mắt đảo qua đêm tộc thiên ma đại dạy bọn họ một đám người, lạnh lùng nói ra. Là. Long cung thành viên nghe lệnh, đêm tộc bọn họ vốn là không có bao nhiêu người, không đến 20 giây thời gian, toàn bộ rửa sạch đến. Đối mặt Long cung lại lần nữa ra tay, bọn họ đã hoàn toàn mất đi chống cự, chỉ có thể nhắm mắt lại chờ đợi tử vong buông xuống. Chính như ma sát theo như lời, được làm vua thua làm giặc. Nếu như Long cung thực lực nhược, đợi làm thịt chính là Long cung. Chết chính là Long cung đệ tử. Thượng Nguyệt, Bắc Xuyên Tông, Long Mãn Tập Đoàn, Cổ Thần Triều, các ngươi dẫn dắt đệ tử về trước ác ma đảo nhỏ đi, đi chúng ta Long Cung Tinh cầu phụ cận nơi đó. Các ngươi không cần lo lắng, kế tiếp một chút sự tình, chúng ta Long Cung sẽ xử lý. Vương Tiên ánh mắt đảo qua Thượng Nguyệt Đại Giáo Bắc Xuyên Tông bọn họ, mở miệng nói. Là Long Vương, đa tại Long Vương, chúng ta vốn là chịu Long Cung ân huệ, hiện giờ ra tay, cũng bất quá là cầu cái yên tâm thoải mái. Thượng Nguyệt Đại dạy bọn họ đầy mặt hưng phấn nói. Vương Tiên nhàn nhạt gật gật đầu. Trung quanh, Long cung thành viên nhanh chóng quét tước chiến trường, thu thập từng khối thi thể. Lúc này đây, đối với Long cung tới nói, thu hoạch rất lớn rất lớn. Long vương, đã xử lý tốt. Thực mau, toàn bộ vực sâu chiến trường bị quét tước hảo, quy thừa tướng đầy mặt hưng phấn mà hội báo nói. Đi thôi. Vương tiên sao, đầy mặt mỉm cười gật gật đầu. Ông ông. Long phong vận chuyển, một ít thiên nhãn mũi tên bộ thành viên tiến vào Long phong nội. Còn lại một chúng hơn 20 vạn Long cung cường giả cùng với ở Long phong chung quanh, mênh mông cuồn cuộn hướng tới vực sâu ngoại bay đi. Tới khi, khắp nơi toàn địch. Trở về, tắt đã mất địch. Ô ô. Tiểu trạch phát ra một tiếng gầm nhẹ, trong ánh mắt tràn ngập tò mò nhìn chầm chầm vực sâu ngoại thế giới. Long cung bọn họ ra tới. Long vương bọn họ ra tới. Vực sâu ngoại vị trí, cử tiêu bọn họ một chúng thế lực cường giả đệ tử nhìn đến Long cung bay qua tới, hơi hơi có chút hoảng loạn. Bọn họ một đám kính sợ nhìn kia quái vật khổng lồ, nhìn kia quái vật khổng lồ mặt trên Long vương chúng ta không có cùng long cung là địch, long vương bọn họ hẳn là cũng sẽ không giết chúng ta, bái một chút đi." Cửu Tiêu đại giáo lão Tổ trầm giọng hướng tới các đệ tử nói. "Cung nên long cung chiến thắng trở về, chúc mừng long vương." Tấu chương xong. Chương 2788, cử thế chấn động trung. "Cung nên long cung chiến thắng trở về, chúc mừng long vương." Trung trời thanh âm ở vực sâu lối vào vang lên, Cửu Tiêu đại dạy bọn họ mọi người cung hạ thân khu, trong mắt tràn ngập kính sợ. Đây là phát ra từ nội tâm kính sợ hôm nay một trận chiến, Long Cung đại thắng. Long Cung sở biểu hiện ra ngoài thực lực, làm bọn hắn kinh hãi. Một người thần đế cấp bậc quái vật khổng lồ, cùng với Long Cung kia cường đại khủng bố bụi gai quái vật, có thể chống lại thần đế bụi gai quái vật. Gần 30 vạn thần vương cường giả, thực lực tuy rằng so đế đình còn kém rất nhiều, nhưng như vậy Long Cung, đế đình dám cùng này chém giết sao? Đặc biệt vẫn là tại đây vực sâu chi chiến bùng nổ thời điểm. Còn có một chút đó là, Long Vương hiện giờ dưới thân cái này thần đế cấp bậc quái vật khổng lồ, có thể cùng thần đế cấp bậc vực sâu loại tiến hành giao lưu liên hợp này lại đại biểu cho cái gì bất luận như thế nào hiện giờ long cung vui mừng đã trở thành một cái khủng bố tồn tại vương tiên ánh mắt đảo qua bọn họ nhàn nhạt gật gật đầu long vương tiền tuyến bên này đã toàn bộ thu phục đúng lúc này tiền tuyến nơi đó độc chính dẫn theo long cung thượng vạn danh thần vương cường giả hướng tới bên này bay qua tới đầy mặt hưng phấn mà hội báo nói thực hảo vương tiên ánh mắt đảo qua phía trước một chúng tinh cầu trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười hắn vỗ vỗ tiểu trạch đầu, thân hình vừa động hướng tới độc chính bên kia bay đi. Thiên trận quy thừa tướng bọn họ cũng lập tức bay qua đi. Thổ tôn giả nhìn đến, cũng vội vàng cùng qua đi. Long vương, sở hữu tinh cầu toàn bộ bắt lấy, tên kia đế đình hộ pháp cũng đã bị ta xử lý, bất quá có rất nhiều đế đình cường giả đào tẩu. Độc chính đi vào vương tiên trước người, trong lòng lửa nóng nói. Hắn chính là làm một cái đại sự tình. Truyền tống trận pháp đâu? Vương tiên mở miệng hỏi. Truyền tống trận pháp đã bị phá hư, đế đình người muốn đi vào nơi này, yêu cầu một hai ngày thời gian. Độc chính lập tức đáp lại nói. Như thế khoảng cách, cho dù là hư không thần đế, cũng yêu cầu năm sáu tiếng đồng hồ. Một bên thiên trận tính toán một chút, mở miệng nói. Năm sáu tiếng đồng hồ. Năm sáu tiếng đồng hồ nơi này chỉ sợ đã là vực sâu. Vương tiên trong miệng lẩm bẩm. Long vương, lần này lộng tới không ít bảo vật, còn có một ít vực sâu loại thi thể ở, lần này kiếm lớn. Một bên độc chính như cũ hưng phấn vô cùng nói. Vương Tiên cười cười, ánh mắt nhìn về phía một bên thổ tôn giả. Hắc hắc, Long Vương cha, là ta thổ Long thiên tử. Thổ tôn giả phi thường có ánh mắt hướng tới Vương Tiên cung kính mà đi tới, vui cười nói. Thành thật điểm, hiện tại thanh nguyệt các nàng ở phương nào, nói một câu các nàng tình huống. Vương Tiên vỗ vỗ hắn, mở miệng hỏi. Là là, Long Vương A, ngài không biết, lúc trước chủ nhân cùng Linh Tú chủ nhân gặp đến đuổi giết, tiểu lam mang theo các nàng đào vong, vừa vặn gặp được tiểu nhân. Chúng ta tiến vào năng lượng triều tịch nội, xuyên qua thật dài hắc động tiến vào một mảnh hỗn loạn khu vực, chúng ta thiếu chút nữa chết ở nơi đó, còn hảo Tiểu Lam cùng chủ nhân lợi hại. Nhưng là khi chúng ta lao ra kia hỗn loạn khu vực thời điểm, gặp được đế đình một ít đệ tử vừa mới bắt đầu bọn họ còn hảo, sau lại lại đột nhiên mơ ước Tiểu Lam, muốn được đến Tiểu Lam, chủ nhân các nàng tự nhiên không đồng ý. Ở bọn họ muốn giết chết chủ nhân lúc sau, chúng ta liền đem chi phản sát, nhưng chúng ta lúc ấy cũng không biết đám kia người bối cảnh cùng thực lực kết quả chúng ta liền đã chịu dài đến mấy năm đuổi giết, may mắn Tiểu Lam trưởng thành nhanh chóng, lần lượt tránh thoát kiếp nạn. Nhưng cũng bởi vì Tiểu Lam nhanh chóng trưởng thành, đưa tới đế đình cường giả chú ý, bọn họ càng muốn được đến Tiểu Lam, sau lại chúng ta trải qua trăm cây ngàn đắng chạy trốn tới vực sâu loại, giữa đường thời điểm, Tiểu Nhân thiếu chút nữa quải rớt, may mắn chủ nhân đem ta cứu sống. Bất quá, ta thổ thần long chân thân cùng linh tú chủ nhân lại đang đào vong trung cùng chúng ta phân tán. Cái gì? Linh tú cùng các ngươi phân tán? Thổ tôn giả nói tới đây, vương tiên sắc mặt biến đổi lớn lập tức đánh gãy nàng lên tiếng nói trong mắt lập lòe sát khí đúng vậy long vương bất quá long vương ngài đừng có gấp tiểu nhân thổ thần long chân thân sẽ bảo hộ linh tú chủ nhân hơn nữa ở ta cảm ứng hạ ta cái kia chân thân còn chưa chết này đại biểu cho linh tú chủ nhân cũng sẽ không chết ta thổ tôn giả lấy tánh mạng đảm bảo chỉ cần ta thổ tôn giả không có chết linh tú chủ nhân liền sẽ không có việc gì thổ tôn giả ngẩng lên đầu một bộ trung thành và tận tâm nói vương tiên sắc mặt hơi hơi có chút nang kham Thanh Nguyệt an nguy hắn đảo không phải quá mức lo lắng, bởi vì nàng truyền thừa cổ thần nuôi côn chủ truyền thừa, có được tiểu lam, thủ đoạn rất nhiều. Nhưng là tôn linh tú liền không có nhiều như vậy thủ đoạn. Bất quá cũng may, Long Cung cũng không có cảm ứng được linh tú tử vong. Tiếp tục nói. Vương Tiên trầm khuôn mặt nói. Là Long Vương, chúng ta tiến vào vực sâu nội, để định cường giả như cũ truy kích chúng ta, bất quá vực sâu đối với tiểu lam tới nói lại cũng như cá gặp nước. Tiểu Lam cắn nuốt đại lượng vực sâu loại càng ngày càng cường, sau lại có được thần đế cấp bậc thực lực. Tiểu Lam trở thành thần đế lúc sau, chúng ta cũng liền an toàn xuống dưới, chủ nhân lại đào tạo tiểu Trạch, sau lại lại cùng vực sâu nội một con thần đế cấp bậc vực sâu loại phát sinh xung đột, đem chi chém giết lúc sau, tiểu Trạch cũng có được thần đế cấp bậc thực lực. Trận chiến ấy lúc sau, chúng ta cũng nhận thức vực sâu nội mặt khác hai chỉ thần đế vực sâu loại, chúng ta phân biệt kêu chúng nó hỏa sát. Minh Hắc. Minh Hắc tên kia vẫn luôn muốn làm sự tình, muốn quét trương vực sâu, mà ta cùng chủ nhân đối với đế đình cũng tràn ngập thù hận linh tú chủ nhân hiện tại tình huống càng là không biết, vì thế cùng minh hắc hỏa sát liên hợp. Bất quá chúng ta chủ yếu phụ trách bình ấp đảo nhỏ cùng đế đình chỗ giao giới bên kia, hiện tại chiến tranh còn không có hoàn toàn bùng nổ. Thổ tôn giả tự thuật biến đổi, cung kính mà đứng ở vương tiên bên cạnh. Đế đình. Vương tiên nghe được hắn nói, trong mắt lập lòe lạnh băng sát ý. Thổ tôn giả nói đơn giản, nhưng này trong đó hung hiểm, vương tiên có thể thể hội đến. Có thể lệnh linh tú bị bắt cùng thanh nguyệt chia lìa, có thể lệnh một cái cổ thần nuôi côn chủ đào vong mấy năm. Các nàng nói vậy tránh thoát lần lượt kiếp nạn, lần lượt sinh tử nguy cơ. Hiện tại Thanh Nguyệt bên kia tình thế như thế nào? Vương Tiên đầy mặt âm trầm hỏi. Long Vương, chủ nhân bên kia tình thế còn hảo, chúng ta chiếm cứ vực sâu ưu thế, bọn họ không dám tấn công lại đây. Thổ Tôn Giả lập tức nói. Từ bên này vực sâu tới Thanh Nguyệt bên kia muốn bao lâu? Từ ác ma đảo nhỏ bên kia vực sâu tới lại muốn bao lâu? Vương Tiên ánh mắt lập lệ tiếp tục hỏi lấy tiểu trạch tốc độ đều không sai biệt lắm thổ tôn giả trầm ngâm một chút mở miệng nói hảo sở hữu long cung đệ tử chuẩn bị hồi long cung quy thừa tướng lập tức hướng đế đình tuyên chiến vương tiên trong mắt lập lòe sát ý lập tức hướng tới phía sau một chúng long cung thành viên mệnh lệnh nói là long vương là long vương một chúng thành viên cùng quy thừa tướng lập tức đáp quy thừa tướng lập tức lấy ra trí não trên mặt lộ ra lạnh lẽo tùy ý thần sắc long cung đem hướng đế đình tuyên chiến cho đến một phương diệt vong. Tấu chương xong. Chương 2789, cử thế chấn động hạ. Long cung đem hướng đế đình tuyên chiến, cho đến một phương diệt vong. Một cái thực ngắn gọn tuyên cáo. Nhưng này một hàng tự ý nghĩa cái gì, tất cả mọi người rành mạch. Sở hữu Long cung đệ tử, tiến vào Long phong nội. Lúc này, thiên trận đem Long phong khống chế lại đây, hướng tới sở hữu thành viên nói. Một đám Long cung thành viên lập tức hướng tới Long Phong nội bay đi. Long Vương, ta có thể đem Long Phong trực tiếp truyền tống trở về, nếu như muốn đem tiểu trạch truyền tống qua đi, ta yêu cầu nửa giờ bố trí trận pháp. Thiên trận bay qua tới, hướng tới Vương Tiên nói. Ân, bố trí trận pháp, đem tiểu trạch mang qua đi. Vương Tiên lập tức nói. Là Long Vương. Thiên trận gật gật đầu. Một chúng Long Cung thành viên tiến vào Long Phong nội, chậm rãi, toàn bộ Long Phong chậm rãi hư ảo lên, theo sát trực tiếp biến mất. Tiểu trạch, ngươi qua bên kia phối hợp thiên trận. Vương Tiên hướng tới tiểu trạch truyền âm nói. Ô ô. Tiểu trạch loạn choạng khổng lồ vô cùng thân hình, hướng tới một bên vị trí bay đi. Thiên trận lập tức lại này bên cạnh bố trí trận pháp. Khi toàn bộ long phong thế nhưng toàn bộ biến mất, đây là đại hình truyền tống trận pháp. Lúc này, cách đó không xa vị trí, một chúng thế lực cường giả thấy như vậy một màn, trên mặt lộ ra kinh dị thần sắc. Long cung vị kia trận pháp sư, thật sự khủng bố. Một ít cường giả trong miệng lẩm bẩm. Phải biết rằng toàn bộ long phong chính là có tinh cầu lớn nhỏ, lại trực tiếp tiến hành truyền tống, này có thể thấy được long cung trận pháp sư khủng bố bên này lĩnh vực sắp bị vực sâu cắn nuốt các vị nhân lúc còn sớm rời đi đúng lúc này vương tiên thanh âm vang lên ân ừ. bên này phải bị vực sâu cắn nuốt sao t nghe được vương tiên nói mọi người sắc mặt biến ảo bọn họ ánh mắt nhìn về phía vực sâu nội ở bọn họ tầm mắt nội đại lượng vực sâu loại hướng tới bên này bay qua tới mọi người sắc mặt khẽ biến các ngươi xem trí não trí não thượng long cung bọn họ phát biểu thanh minh đúng lúc này một cái khiếp sợ thanh âm truyền đến một ít người lập tức mở ra trí não long cung đem hướng đế đình tuyên chiến cho đến một phương diệt vong mọi người nhìn đến này một hàng tự sắc mặt đột biến bọn họ trong lòng có một cổ dự cảm bất hảo đế tinh vực kế tiếp khả năng muốn lâm vào chiến tranh bên trong sừng sững ở đế tinh vực mấy trăm triệu năm đế đình cũng gặp được đối thủ long cung này một cái tuyên ngôn lúc này ở trí não thượng cũng khiến cho vô số người chú ý ở không lâu phía trước long cung tập kích đế đình tiền tuyến tinh cầu chém giết đế đình cường giả cùng đệ tử việc này đã ở đế đình nội sôi trào toàn bộ trí não toàn bộ đều là đối với long cung chửi rủa đại lượng long cung tự chịu diệt vong tìm đường chết bình luận hiện tại lại nhìn đến long cung hướng đế đình tuyên chiến giờ khắc này trí não thượng vô số người nở nụ cười ha 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 trò cười lớn nhất thiên hạ đây là ta từ sinh ra tới nay nhìn đến tốt nhất cười chê cười một cái long cung thế nhưng hướng đế đình tuyên chiến thẳng đến một phương diệt vong có như vậy tìm chết sao đây là bởi vì loại nào sự tình thế nhưng lệnh long cung long vương như thế thất trí như thế điên cuồng thế nhưng hướng đế đình tuyên chiến các ngươi cũng không nhìn xem chính mình cùng đế đình là một cái cấp bậc sao ha 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 long cung thật là bành trướng trong khoảng thời gian này rất nhiều người ta nói long cung lợi hại hiện tại bọn họ cũng dám hướng đế đình tuyên chiến phỏng chừng long cung sống không quá ba ngày ta đoán một ngày một ngày sau đế đình một vị thần đế đại nhân buông xuống long cung phất tay gian lệnh này hôi phi yên diệt long cung này tắt tin tức mới vừa tuyên bố không lâu liền khiến cho vô số hồi phục nhìn đến cái này tin tức, tất cả mọi người cảm thấy buồn cười vô cùng. Ở đế tinh vực mọi người trong lòng xem ra, Long Cung cùng đế đình chính là con kiến cùng voi. Hai người căn bản là không phải một cái cấp bậc. Cho dù là vừa rồi bọn họ biết được Long Cung công kích đế đình tiền tuyến tinh cầu, hiện tại nhìn cái này tuyên chiến như cũ buồn cười vô cùng. Tiền tuyến là bởi vì đế đình cường giả cùng đêm tộc đêm thần đế bọn họ tiến vào vực sâu nội săn giết vực sâu loại, một chúng tinh cầu bị Long Cung đánh lén. Khả năng đế đình cường giả cùng đêm thần đế bọn họ đã đến, liền trực tiếp đem long cung tiêu diệt thậm chí không cần đế đình ra tay đêm tộc liền đem chi hủy diệt mấy ngày trước đêm thần đế giết long vương đồ đệ long vương còn không phải một cái thí cũng không dám phóng khiêu khích đế đình đây là kiểu gì thiên đại chê cười liền ở đêm thần đế trước mặt cũng không dám kiêu ngạo huống chi là đế đình ha hả cửu tiêu đại giáo một đám người nhìn đến phía dưới bình luận trên mặt tràn ngập trào phúng thần sắc hiện tại toàn bộ đế tinh vực cũng không biết bên này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì lão tổ nếu không chúng ta đem bên này tin tức truyền ra đi thôi. Thật muốn nhìn xem đế tinh vực phản ứng. Lúc này, một người cửu tiêu cường giả cười nói. Cũng hảo, một trận chiến này chúng ta phủi sạch, lại lần nữa thanh minh một chút cùng chúng ta không quan hệ. Cửu tiêu lão tổ trầm ngâm một chút, gật gật đầu. Rốt cuộc này vực sâu chiến trường Việt, quá lệnh người chấn động. Bọn họ đã có thể dự đoán đến, đế tinh vực đem cử thế chấn động. Đáng chết Long Cung, cũng dám khiêu khích chúng ta đế đình, cũng dám thừa dịp đế đình cùng đêm tộc cường giả không hề đánh bất ngờ chúng ta tiền tuyến tinh cầu, bọn họ là có mấy cái mệnh nhưng sống. Nguyên bản ta còn cảm thấy này Long Cung cũng không tệ lắm, hiện tại thế nhưng tìm đường chết, khiêu khích chúng ta, không thể lưu. Cùng lúc đó, ở vào bình ấp đảo nhỏ cùng đế đình chỗ giao giới vực sâu chiến trường phía trước, ở một đám hạo hãng cung điện bên trong, mấy chục danh đế đình hộ pháp tề tụ một đường. Nơi này, có thể nói là đế đình sở hữu thần vương đỉnh cường giả. Tên kia tay cầm quải trượng, và nu vô cùng hộ pháp đầy mặt sát khí quát. Vị này lão giả, đó là lúc trước đế tử đế nữ tuyển chọn thời điểm tên kia thần vương đỉnh hộ pháp, đồng dạng cũng là đã từng đế tử. Lão hổ, không cần sinh khí, một cái nho nhỏ long cung thôi, thừa dịp vực sâu trong lúc chiến tranh nhảy nhót một chút, chúng ta đế đình cường giả cùng đêm tộc đêm thần đế bọn họ toàn bộ tiến vào vực sâu nội, lúc này mới lệnh long cung thực hiện được, đêm thần đế bọn họ ra tới lúc sau, căn bản không cần chúng ta động thủ, trực tiếp giao cho đêm tộc. Bên cạnh một người lão giả đầy mặt đạm nhiên nói. Hừ, nếu như không phải truyền tống trận bị phá hư, ở bình ấp bên này chiến tranh không có bùng nổ phía trước, ta liền dẫn người trực tiếp giết qua đi, nho nhỏ Long Vương, thế nhưng xính càng rỡ. Tay cầm quải trượng già nua vô cùng hộ pháp như củ hừ lạnh một tiếng. Long Cung chỉ là một cái tiểu châu chấu, chủ yếu vẫn là bên này chiến tranh, tiểu châu chấu giao cho đêm tộc là được, không cần phân tâm. Bên cạnh lại một người lão giả cười nói. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta một người hộ pháp liên hệ không đến, hẳn là bị Long Cung đánh lén ám sát cái này tội, đủ để tru diệt Long Cung chính tộc, này chiến lúc sau, tuyên bố tru sát lệnh, sở hữu cùng Long Cung có quan hệ thế lực, tinh cầu, người, toàn bộ tiêu diệt. Trung ương, một người cường tráng lão giả lạnh giọng nói. Cũng là, đã mấy trăm triệu năm không có người dám khiêu khích chúng ta đế đình, cũng làm đế tinh vực thế lực khác biết, đắc tội chúng ta kết cục. Trung quanh vài tên lão giả phụ họa gật gật đầu. Ân. Không tốt, các ngươi mau xem trí não. Đúng lúc này, đột nhiên, một người lão giả trừng lớn đôi mắt, thân hình có chút run rẫy đứng lên quát. Tấu chương xong. Chương 2790, Long Cung thực lực. Cái gì? Một người đế định hộ pháp chấn động kinh hô, lệnh chung quanh mọi người hơi hơi sửng sốt, đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía hắn. cụ 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 sao có thể, sao có thể? Tên kia lão giả đứng ở nơi đó, như cũ không để ý đến bọn họ, không thể tưởng tượng nhìn chầm chầm trong tay trí não, sắc mặt không ngừng biến ảo. Làm sao vậy phí lão? Một người đế định hộ pháp nhịn không được mở miệng hỏi còn lại một chúng hộ pháp nhíu mày, lập tức mở ra trong tay trí não. Đêm thần đế ngã xuống. Long cung tiêu diệt đêm thần đế. Long cung có được hư không thần đế cấp bậc tồn tại. Mới vừa mở ra trí não, liền ở trí não thượng một đám tin tức thượng nhìn đến các dạng cùng loại tiêu đề. Trong đó ở hắn thông tin nội, cũng có không ít tin tức. Nhìn đến này mấy cái tiêu đề, một chúng đế định hộ pháp ngây ngẩn cả người, bọn họ trừng lớn đôi mắt, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Các ngươi xem cửu tiêu đại giáo đoạn thiên đại dạy bọn họ phát thanh minh. Lúc này, vừa mới bắt đầu nói chuyện tên kia lão giả sắc mặt biến ảo thấp giọng quát. Một chúng đế đình hộ trầm khuôn mặt lập tức tìm tòi cửu tiêu đoạn thiên bọn họ tin tức, mở ra lúc sau, liền thấy được một cái tuyên cáo. Đêm thần đế đã ngã xuống, đêm lãnh đảo nhỏ đế đình cường giả cùng đêm tộc cường giả toàn bộ bị long cung hủy diệt, ta chờ cửu tiêu vẫn chưa tham dự việc này, chúng ta nguyện ý vì nhân loại mà chiến, nhưng là không tham dự nhân loại nội đấu. Một hàng tự, cũng là một hàng thanh minh cửu tiêu đoạn thiên bọn họ loại này thế lực, kẹp ở Long Cung cùng đế trong đình giang, bọn họ căn bản không dám làm ra bất luận cái gì lựa chọn. Hiện tại chỉ có thể đủ phát biểu thanh minh, biểu đạt chính mình trung lập. Nhưng là đương đế định một chúng hộ pháp nhìn đến cái này thanh minh thời điểm, một đám thân hình run rẩy. Cửu tiêu cùng đoạn thiên hai cái đại giáo không có khả năng tùy tiện phát biểu thanh minh, bọn họ phát biểu thanh minh, đại biểu cho tin tức là thật sự. Này làm bọn hắn một chúng hộ pháp sắc mặt vô cùng nan kham. Đồng thời, bọn họ trong mắt cũng tràn ngập nồng đậm chấn động chi sắc. Đêm thần đế thế nhưng ngã xuống, cho dù là đêm thần đế vừa mới đột phá thần đế, nhưng hắn cũng là một người thần đế A, hiện tại thế nhưng ngã xuống. Này! Bọn họ đế kinh vực, đã có bao nhiêu lâu không có thần đế ngã xuống? Này làm bọn hắn có chút da đầu tê dại. Mà ở cửu tiêu cùng đoạn thiên hai cái đại giáo cái này thanh minh phía dưới, bình luận tin tức mỗi một giây đồng hồ có thể gia tăng thượng trăm triệu cái. Tất cả mọi người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, cho nên người đều cảm thấy phi thường hoảng sợ mấy ngày hôm trước đêm thần đế ngang trời xuất thế vi ác toàn bộ đế tinh vực lúc này mới bao lâu thế nhưng ngã xuống hơn nữa long cung có thực lực này tiêu diệt đêm thần đế nho nhỏ long cung sao có thể có năng lực này vô số người có chút không thể tin được nhưng này rốt cuộc cũng là hai cái đại giáo thanh minh a à, cửu tiêu ở đế tinh vực cũng là lừng lẫy nổi danh tồn tại không có khả năng khai một cái thần đế vui đùa bọn họ cũng không dám này lệnh đế tinh vực tất cả mọi người có chút ngốc Vừa mới, vô số đế tinh vực người trào phúng Long cung tìm đường chết, tìm chết, hiện tại. Trần Trụi vả mặt a. Mà ở hai cái đại giáo phía dưới cũng có một ít bình luận khiến cho bọn họ chú ý. Long cung thực lực phi thường khủng bố, có được gần 30 vạn danh bất hủ thần vương cường giả, bọn họ có một cái cường đại trận pháp sư, chế tạo ra tới trận pháp có thể chống lại thần đế cấp bậc cường giả, nếu như lấy thực lực tới nói, Long cung có được hai gã thần đế cấp bậc tồn tại. Gần 30 vạn danh thần vương cấp bậc tồn tại a còn có kia từ vực sâu chỗ sâu trong bay tới quái vật khổng lồ, thế nhưng là Long Vương thủ hạ, thần đế cấp bậc thủ hạ, Long cung thật sự quá khủng bố, đế đình cùng đêm tộc cùng với thiên ma đại giáo một ít thế lực, toàn bộ bị Long cung tiêu diệt, một cái không lưu. Thần đế chi chiến a, à, tận mắt nhìn thấy, đêm thần đế ngã xuống, toàn bộ vực sâu đều hạ mưa to. Một đám bình luận, hiển nhiên đều là cửu tiêu đoạn thiên cùng với mặt khác một chúng thế lực cường giả cùng đệ tử hồi phục. Mở ra trí não tối cao quyền hạn, trực tiếp liên tiếp cửu tiêu đại giáo một người lão tổ Lúc này, một bên một người đế đình hộ pháp đầy mặt âm trầm thấp giọng quát. Giải khóa tối cao quyền hạn, bắt đầu liên hệ cửu tiêu đại giáo một người lão tổ. Trí não thanh âm vang lên, chung quanh sở hữu đế đình hộ pháp toàn bộ đã đi tới, sắc mặt phi thường xuất sắc. Đêm thần đế tử vong, long cung cường đại, nếu như đều là thật sự, hậu quả bọn họ rất khó tưởng tượng. Ông. Cùng lúc đó, ở vào một mảnh trong hư không, một cái khổng lồ vô cùng đội ngũ mênh mông cuồng cuộn phi hành. Cầm đầu là cửu tiêu đại giáo đoạn thiên đại giáo cường giả vực sâu nội, một chúng vực sâu loại ở thần đế vực sâu loại dẫn dắt hạ tới gần nhập khẩu vị trí, bọn họ cũng biết nơi này không thể ở lâu. Nhưng mà, phía trước nhất một người lão giả, trên cổ tay trí não đột nhiên sáng lên, hơn nữa cưỡng chế tính dò ra một cái hình ảnh. Ân. Cửu Tiêu đại giáo tên kia lão tổ hơi kinh hãi, sắc mặt khẽ biến nhìn chằm chằm trí não hiện ra hình ảnh. Ta là đế đình hộ pháp, có việc dò hỏi các ngươi Cửu Tiêu. Hình ảnh trung hiện ra một cái lão giả thân ảnh, ở lão giả bên cạnh còn có mấy chục cái thanh âm vang lên, cửu tiêu lão tổ sắc mặt khẽ biến. Cánh tay hắn vung lên, lập tức lệnh mọi người dừng lại. Đế đình chư vị hộ pháp, xin hỏi có chuyện gì dò hỏi. Cửu tiêu lão tổ lập tức cung kính hỏi. Đem vực sâu chiến trường phát sinh sở hữu sự tình, toàn bộ nói một lần, không được có chút để sót, không được có bất luận cái gì lời nói dối. Nếu có, hậu quả ngươi biết đến. Tên kia đế đình hộ pháp mặt bộ biểu tình trầm giọng hỏi. Là chư vị hộ pháp đại nhân, bản nhân kế tiếp theo như lời tuyệt đối là thật, không dám có bất luận cái gì giấu giếm. Cửu tiêu đại giáo lão tổ vội vàng nói. Theo sát, hắn đem vực sâu chiến trường nội đã phát sinh sự tình, toàn bộ nói ra. Nghe được cửu tiêu lão tổ nói, đối diện đế đình một chúng hộ pháp toàn bộ hành trình trầm mặt. Nói xong lúc sau, trí não thượng hình ảnh trực tiếp biến mất. Lão tổ, này khả năng muốn ra đại sự A. Phía sau cửu tiêu đại giáo một chúng cường giả nhìn đến hình ảnh biến mất, ở một bên nhìn bọn họ hơi hơi chấn động nói. Muốn ra đại sự, hy vọng chúng ta không cần bị liên lụy tiến vào. Cửu tiêu lão tổ hơi hơi gật gật đầu, bất đắc dĩ nói. Từ một chúng hộ pháp toàn bộ hành trình không nói lời nào, hắn liền biết, trầm mặt sau bùng nổ là cỡ nào khủng bố. Hô hô. Giờ phút này, ở vào kia hạo hãng cung trong điện, một chúng đế đình hộ pháp đứng ở nơi đó, chỉ có thô nặng thở dốc. Bọn họ một đám sắc mặt vô cùng nan kham. Đem chuyện này hội báo cấp thái tổ đi, việc này đã không phải chúng ta có thể quyết định. Yên lặng ước chừng có vài phần chung, một người đế đình hộ pháp mở miệng nói ân còn lại một chúng hộ pháp cũng là gật gật đầu bọn họ không có phẫn nộ rít gào cũng không có phẫn nộ mắng long cung bởi vì này hoàn toàn là vô dụng hơn nữa long cung sợ biểu hiện ra ngoài thực lực làm bọn hắn cảm thấy chấn động có thể nói là hai cái thần đế cấp bật sức chiến đấu chuyện này đã không phải bọn họ một chúng hộ pháp có thể quyết định nhưng bọn hắn lại biết chuyện này đối với bọn họ đế đình tới nói là cỡ nào khó giải quyết tấu chương xong